để như thế nào mà tôn tạ vu thanh tuệ viên thành thầy gia hộ tổ sư chúng ta, chúng con xin thầy chỉ giáo cho chúng con học lời số vàng để chúng con được ghi nhớ đời đời việc thầy ra Hà Nội và chỉ dạy cho chúng. Con kính bạch thầy, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, kính chào thầy. Ơn thầy dạy bảo vợ chồng chúng con tu học Phật Thích Ca Mầu Ni. Nay vợ chồng chúng con, vợ 81, chồng 88, vẫn chưa già. So với ông Bảy vẫn thiếu niên, ăn khỏe, ngủ khỏe, làm việc khỏe, trần mà như thế kém gì tiên. Vợ 81, chồng 88, vẫn chưa già, trời vẫn xanh và ta vẫn tươi. Còn bao năm tháng đời cho sống, còn kệ còn kinh còn giáo lý Phật Đà. Vợ 81, chồng 88, mắt chưa nhòa, thanh thản lòng ta, lòng con vẫn hát ca. Nắp rưỡi chúng con cùng nhau quét dọn, lẽ nào có giải thải nhà khoa. Thế, cô bà cũng làm thơ hay quá. Tuổi là vợ bình thường, mà thầy thấy thầy muốn đẻ ra nữa chứ. Thì già không ra già, mà thầy đẻ ra chứ. Nhân dịp Hòa Thượng ta Hà Nội độ sinh cho tất cả các con cái của Hòa Thượng về yêu cầu gia đình và tất cả các vị để đứng cúi đầu làm lễ đứng lễ thầy. Vui thay là đức thầy, vui thay tâm quý thầy, vui thay ác công đạo, vui thay tuệ viên thầy, xin tính lễ. Rồi đây có cửa sổ ăn gì đấy tập to không nói cái anh nghe pháp ngắn gọn để cho biết thật sự dễ nhớ để luôn tâm niệm cái pháp đó để giúp mình thoát. Cái pháp đó rất đơn giản, khi thân tâm chúng ta có điều gì bất an thì chúng ta nhắc tâm bất động thân thật an lạc vô sự, tất cả những sự bất an hãy đi đi. Chúng ta dùng ý thức lực để đứng tất cả những thứ này trên thân tâm và đem lại sự bình an cho chính mình. Hôm nay thầy xin nhắc lại câu pháp tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, đó là những câu chân lý của đạo Phật. Một người tu chứng đạo Phật tâm luôn luôn sẽ đạt đạo Phật, những chân lý đó tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, đó là chân lý chứ không phải là một lần nói suông, mà đây là một cái trạng thái giải thoát của mọi con người. Nếu chúng ta giữ được sống được thì đương nhiên con chúng ta là chứng đạo, chứng đạo Phật. Cho nên các con cố gắng nhớ câu này, an tâm có điều gì bất an thì nhớ đó nhắc liền
tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Rồi mấy con sẽ kế tiếp, mấy con sẽ đủ thọ là bệnh đau, đi đi, thân này không có bệnh đau nữa. Thì sự tu tập rèn luyện cái câu đó nó trở thành cái lực, thì khi đó thân tâm bị chướng ngại, các con chỉ cần tác ý câu đó là thân tâm mấy con sẽ được an ổn, ngắn gọn mà lại rất là tốt cho các con. Nhớ lời thầy dạy thì các con sẽ hướng được sự bình an. Đến đây xin chấm dứt những thuyết giảng ngắn và lợi ích lớn cho mấy con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.